Chào các bạn, ở đây mình có cái đồ chơi rất là hay. Đây là cái đèn ngủ của Xiaomi. Thì cái đèn này bạn sẽ treo nó lên một chỗ nào đó, ví như là gần đường ra toilet hay là gần đường ra công tắc trong phòng ngủ của bạn chẳng hạn. Thì khi mà bạn có chuyển động, nó sẽ sáng cái đèn này lên. Giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Mình sẽ để nó ở đây. Bình thường mình sẽ treo lên tường, mà ở đây mình trên tay cho các bạn xem. Rồi, bây giờ mình sẽ thử tắt đèn. Và nếu như mà mình có một cái chuyển động nào đó, ví dụ như là mình vẫy tay đó, thì các bạn thấy là đèn nó sẽ sáng lên. Rất là hay, và mình thích cái đèn Xiaomi này so với lại những cái đèn cảm biến chuyển động khác mà mình từng xài qua, hay là mấy cái đèn rẻ rẻ mà các bạn có thể mua ngoài tiệm điện. Đó là cái màu của nó sáng, nó dịu và nó không quá khó chịu cho bạn khi mà bạn để trong phòng. Nó tắt rồi, nó sẽ tự tắt sau một thời gian. Và nếu mà mình có tiếp tục lại có chuyển động nữa, đây mình đang vẫy tay đó, thì nó sẽ lại sáng lên, đảm bảo là tiết kiệm pin cho bạn, không có cần xài điện gì đó, tại vì nó xài 3 cục pin tiểu, 3 cục pin 3A. Và nếu như mà bạn chứ trời sáng lên chẳng hạn, thì mình mở đèn lên cái, và khi mà trời sáng lên và cảm biến thấy được là đủ sáng rồi thì nó sẽ không còn sáng một cách tự động lên nữa, thì như vậy sẽ tiết kiệm pin cho bạn hơn. Ban ngày mà bạn đi ngang qua thì nó đâu cần phải sáng lên nữa đâu. Rồi, rất đơn giản, cái cục này chỉ vậy thôi, giá 250.000. Bạn có thể dễ dàng mua được ở Mi Store đang ở Việt Nam, hoặc là các bạn vô những cái store online kiểu như Tiki hay là Shopee, Lazada thì họ cũng bán mấy cái này. Rồi, cảm ơn các bạn.